Mỗi khi đến mùa mưa bão thì tình trạng ngập úng cục bộ lại xảy ra tại thành phố Cần Thơ. Những tuyến đường chìm trong nước như thế này thì không phải là hiếm. Điều này đã và đang tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống. Sản xuất thì đình trệ, sinh hoạt bị xáo trộn, việc di chuyển kiểu như thế này cũng chẳng an toàn. Điều đáng quan tâm là tình trạng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong mùa mưa năm nay. Hình ảnh hồi đầu tháng này, trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường quận Ninh Kiều ngập sâu, nước dâng ngang bánh xe. Đêm ngày 7 tháng 7, ngập úng cục bộ tiếp tục diễn ra. Từ mặt đường đến ngõ sâu, nước đều tràn vào nhà dân. Ô tô, xe máy đều chung cảnh chết máy. Xe tay ga nó chết máy nhiều, cũng 6-7 chiếc gì đó. Rồi xe lớn đó, nó chạy là sóng nó đánh vô, nó tràn vô nè. Không chỉ do mưa lớn, tháng 10 năm ngoái, triều cường vượt báo động liên tiếp trong nhiều ngày, cũng khiến thành phố Cần Thơ chìm trong nước. 150 tuyến đường chịu ảnh hưởng, mọi hoạt động làm việc, buôn bán, học tập đều bị đình trệ. Cái độ tháng 9 đổ lên á là nó ngập, cống thoát không kịp, rồi cái lượng rút nó chậm quá, cái cống nhỏ, cái đường này phải cống bự nữa ngon. Quá trình đô thị hóa tạo ra những bề mặt không thấm nước như bê tông, mái tôn, khiến lượng nước dồn lại lớn, hệ thống tiêu thoát quá tải. Theo các chuyên gia, quá trình phát triển này cũng khiến thành phố Cần Thơ sụt lún, dẫn tới ngập úng ngày càng nghiêm trọng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng là Cần Thơ hiện nay đang lún vào khoảng từ 2-3 cm một năm. Thì cái mức lún này nếu chúng ta so sánh với mức dâng mực nước biển thì cũng vào khoảng 1-2 mm một năm, trong khi đó là cái lún nó nhanh hơn gần như là từ 5-10 lần so với cái sự gia tăng nước biển. Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo thành phố Cần Thơ sẽ có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày tới, gây nguy cơ ngập tại nhiều tuyến đường trung tâm. Tình trạng ngập úng này thì không dừng lại ở một địa phương. Trước nỗi lo đó thì mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2023. Trong đó các địa phương phải thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị, phòng chống ngập úng khi mưa lũ. Ngoài ra thì Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm an toàn cho công trình, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, lên phương án cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập, đồng thời là cập nhật bổ sung các giải pháp ứng phó đối với thiên tai, biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp với đặc điểm tình hình và khí hậu. Riêng tại thành phố Cần Thơ thì ngoài những giải pháp chống ngập tình thế đã làm trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chúng ta có thể kể đến như là trục vớt rác thải nè, hay là khơi thông cống rãnh, thì về lâu dài địa phương cũng đang tiến hành đầu tư rất nhiều công trình chống ngập kiên cố như thế này, đồng thời là cải tạo hệ thống thoát nước phù hợp với tốc độ đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Trên đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, từng tốp công nhân gấp rút thi công hệ thống thoát nước cũ sẽ được thay mới, cải thiện khả năng chống ngập. Đây cũng là một trong 32 tuyến đường được cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước của thành phố Cần Thơ. Cơ bản thì mình đã có 29 tuyến mình đã hoàn thành cái công tác lắp đặt cống dọc và thi công cống ngang, đang vào cái công tác hoàn thiện kết cấu áo đường, hoàn trả kết cấu như ban đầu để không gây ảnh hưởng đến người dân. Nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng trong khu vực trung tâm, năm 2016, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai với mức đầu tư 9.000 tỷ đồng. Toàn bộ hành lang ven sông Cần Thơ và rạch Cái Sơn, Mương Khai được kè lại, kết hợp xây dựng cống ngăn triều có khả năng điều chỉnh mực nước tại các kênh rạch. Tháng 10 năm nay, nghĩa là vào cái mùa lũ năm 2023 này, thì chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành cái hệ thống là cửa van ngăn triều, rồi có thể vận hành để kiểm soát cái triều cường cũng như là ngăn cái nước ngập vào thành phố, và cái gói thầu này sẽ hoàn thiện vào tháng 3 năm 2024. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại viện nghiên cứu biến đổi khí hậu của trường Đại học Cần Thơ để triển khai ứng dụng các cái kết quả nghiên cứu về quản lý ngập đô thị của thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng thêm 2 trạm bơm nhằm tăng khả năng thoát nước. Trong thời gian hoàn thiện dự án, thành phố sẽ khơi thông các cống rãnh hiện có, phục vụ tiêu thoát cho mùa mưa năm nay.